Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Cơ thể bạn nói gì, để chúng ta cùng nhau lắng nghe chia sẻ những vấn đề về sức khỏe thường gặp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề giải pháp mới trong điều trị ho, ngứa họng do viêm họng. Và thưa quý vị, viêm họng là một trong những bệnh phổ biến thường gặp ở đường hô hấp. Bệnh tuy không nguy hiểm nhưng gây khó chịu và cản trở giao tiếp, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật của chúng ta. Và ngày nay khi nền y học phát triển thì có nhiều biện pháp phòng và hỗ trợ quá trình điều trị viêm họng khá là hiệu quả. Nhiều cải tiến không chỉ ở mặt thành phần mà ở dạng bào chế cũng được thị trường đón nhận trong những năm gần đây. Vậy những cải tiến đó là gì? Ngay sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình với sự tư vấn của chuyên gia để được giải đáp những câu hỏi này nhé. Và xin được giới thiệu đến quý vị khán giả, đây là bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Chiêu Anh, là trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhân dân 115. Chào MC Trương Thế Vinh, kính chào quý vị khán giả. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Tạ Hiểu Phong. Chào anh. Dạ, em chào anh Vinh, em chào bác sĩ, em chào các bạn khán giả đang xem đài. Chúng ta sẽ cùng xem một phóng sự ngắn trước khi bước vào nội dung chính. Xin mời. Là một người làm trong lĩnh vực sale, thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Hơn nữa, hàng ngày phải sống chung với khói bụi, đánh bóng mặt đường còn nhiều hơn ở trong nhà. Chính vì vậy, anh Phong rất có ý thức trong việc gìn giữ thanh quản và vòm họng. Thế nhưng, phòng bệnh không có nghĩa là không mắc bệnh. Khi bệnh viêm họng đến, thì những biện pháp bảo vệ cổ họng của anh dường như không còn phát huy tác dụng nữa. Trước đây mình rất là tự tin trong cái giao tiếp hàng ngày của mình. Nhưng mà dạo gần đây mình cảm thấy cổ họng mình nó bị đau rát rồi ho rất là nhiều. Khiến cho công việc cũng như là giao tiếp hàng ngày của mình nó ảnh hưởng. Trong cái thời kỳ Covid này, ai cũng sợ tiếng ho hết á. Mình rất là lo lắng và mình tìm cách làm sao đó để cho chị dứt điểm luôn. Nhưng mà không có cách nào hết. Bạn bè thì cũng chỉ cho mình cái cách là ngâm tắc với lại mật ong. Thì mình thấy công thức nó khá là rườm rà, với lại mình là con trai nữa. Mình rất là vụng về trong cái việc đó. Thấy nó cũng không có hiệu quả gì nhiều. Tôi có tìm hiểu thêm sử dụng các cái viên kẹo ngậm để cho nó thông họng á. Nó cũng bất tiện trong một số cái trường hợp. Ví dụ như là gần đây nhất nè, tôi đang ngậm kẹo trong cái cuộc họp. Thì sếp có gọi lên phát biểu. Thì tôi rất là khó xử. Và khiến cho cái trường hợp đó cũng dở khóc dở cười. Tôi rất là băn khoăn mà không có biết được cái cách nào để mà mình có thể là trị dứt điểm được cái cơn đau rát cổ họng của mình nữa. Vâng, chúng ta vừa xem xong phóng sự vừa rồi thì cũng thấy được những cái phiền toái mà căn bệnh viêm họng mang lại. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái phương pháp hỗ trợ hoặc là điều trị viêm họng không ạ? Và ngoài ra nếu như chúng ta mới bị viêm họng, bị nhẹ thì có cần phải tới bác sĩ liền không ạ? Viêm họng là một cái tình trạng mà niêm mạc họng hầu nó bị tổn thương do cái sự xâm nhập của một số các vi khuẩn. Cái vi khuẩn thường gặp nhất là các con liên cầu khuẩn, nhóm A, tiêu huyết, con phế cầu hoặc là do virus. Virus thì thường nó chiếm là 80% các trường hợp viêm họng mạn. Ngoài ra thì còn có các yếu tố bên ngoài tác động vào, ví dụ như là bụi, khói, hóa chất độc hại hoặc là rượu bia. Một số các trường hợp như là bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Triệu chứng của viêm họng thì có rất nhiều, nhưng mà đa số chủ yếu là do bệnh nhân bị than là đau họng, rát họng. Sau đó thì than là nuốt khó. Số trường hợp khác thì nó có thể nó gây ra, nó lan lên cái tình trạng là cái viêm xoang, viêm mũi, hoặc là nó đi xuống phía dưới nó gây ra tình trạng là viêm phổi, viêm phế quản, làm cho người bị viêm họng nó luôn cảm thấy khó chịu, như là đau rát họng, rồi nhức đầu, sổ mũi, có khi là bệnh nhân ho nữa. Nhẹ thì chúng ta có thể được tư vấn điều trị tại nhà. Tuy nhiên có một số yếu tố chúng ta bắt buộc phải vào bệnh viện khám, ví dụ như là bệnh nhân bị sốt cao, cảm thấy nặng ngực, khó thở, khạc ra máu, ho ra máu, hoặc là sau một cái thời gian mình điều trị tại nhà như là 6-7 ngày mà bệnh không thuyên giảm, bắt buộc chúng ta phải đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Cái viêm họng á, đặc biệt là do con liên cầu khuẩn tiêu huyết nhóm A, nó có thể nó gây ra những cái tai biến rất là nặng, nó làm cho viêm cơ tim, viêm thận, làm cho suy thận, có thể ảnh hưởng đến tính mạng luôn. Trong những trường hợp mà bị nặng đó
thì cái biện pháp hỗ trợ trong trường hợp này nó như thế nào bác sĩ? Mình vừa dùng thuốc, mình vừa dùng phương pháp hỗ trợ thì nó có nhanh hơn hay là chậm hơn so với lại là dùng thuốc không không bác sĩ? Phải tìm ra được cái nguyên nhân gây ra viêm họng thì người ta sẽ điều trị tận gốc, ví dụ như là viêm họng mà tạo ra do cái tình trạng là viêm amidan, viêm VA. Amidan này là có mủ hay không thì người ta sẽ có những cái hướng điều trị. Đối với cái viêm họng do virus hay là do những cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động vào, người ta sẽ phải dùng các thuốc kháng viêm làm giảm nhẹ cái tình trạng sưng, viêm, đau. Nếu mà có bội nhiễm vi khuẩn thì ta phải dùng kháng sinh. Ngoài ra người ta sẽ dùng những cái biện pháp như là Vinh nói là hỗ trợ, như là giảm ho, giảm viêm, giảm sổ mũi hay là giảm đau rát. Và thuốc dân gian thì chúng ta cũng có thể áp dụng, ví dụ như là súc miệng bằng nước muối pha loãng, thì cái này bệnh nhân có thể làm tại nhà. Nước muối này nó có tác dụng là kháng khuẩn, làm giảm cái sự đau rát ở vòm họng. Cái thứ hai nữa là mình có thể mình sử dụng mật ong, nó vừa có tính kháng khuẩn, kháng viêm, giảm sưng và giảm luôn cả ho nữa. Hoặc là mình dùng trà gừng. Trà gừng thì nó sẽ làm cho ấm cái đường họng, làm cho giảm bớt cái sưng và giảm bớt ho. Mình cũng có thể sử dụng ví dụ như là rau tần dày lá, hoặc là cái những cái hoa khế là người ta chưng lên ta uống, nó cũng có thể nó hỗ trợ cho cái việc điều trị viêm họng của mình. Yeah. Ngoài cái biện pháp chính là dùng thuốc, hiện nay thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại về dược thảo mình có thể sử dụng để xịt họng, tác động trực tiếp vào trong cái niêm mạc họng bị tổn thương. Nó hỗ trợ là làm cho vết thương mau lành, giảm đau và có thể nó giảm được ho nữa. Vâng, thưa bác sĩ, thì từ đầu đến giờ thì chúng ta cùng nhắc tới một cái liệu pháp là mình dùng mình xịt họng thảo dược. Thì không biết đây có phải là một cái liệu pháp mới hỗ trợ cho người thường xuyên bị viêm họng hiệu quả không ạ? Trong cái bình xịt họng nó gồm có nhiều chất lắm, nó phối hợp với nhiều cái loại thảo dược lại với nhau. Thành ra khi mà bệnh nhân mà dùng thì nó sẽ có tác động hiệp lực. Xịt họng đó mình có thể mình đem đi mọi nơi, khi nào mình cần thì mình xài. Ví dụ như mình xúc nước muối, ngậm mật ong thì mình phải có chuẩn bị lọ mật ong để sẵn hoặc là một bình muối mình để sẵn. Tuy nhiên đối với cái lọ xịt họng này thì nó rất là nhỏ. Mình dùng nước muối thì mình có thể chỉ sử dụng là buổi sáng khi thức dậy, hoặc buổi trưa sau khi mình ăn uống, hoặc là đến tối mình đi làm về mình mới có thể sử dụng nó. Tuy nhiên cái xịt họng này thì khi mà mình cảm giác đau rát, ngứa thì mình có thể mình sử dụng ngay tại chỗ được. Trước khi chúng ta cùng tiếp tục chương trình, hãy cùng xem một tiểu phẩm mà chúng tôi đã chuẩn bị ngay sau đây. Vâng, về lời nói đầu tiên xin cho phép Nguyễn Thị Mộng Đẹp được gửi đến tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe. Xin lỗi ạ. Và hôm nay Nguyễn Thị Mộng Đẹp có hơi trục trặc về giọng nói một chút xíu ạ. Thì hôm nay cho phép Nguyễn Thị Mộng Đẹp xin được gửi đến quý vị quý quan khách ngày hôm nay một lần. Ủa, anh em nhìn nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện một mình. Trời ơi trời, em hỏi em có bị làm sao không? Sao tự nhiên bữa nay mà thích ngồi nói chuyện một mình vậy đó hả? Chết rồi. Sao? Cái gì? Nói, ráng nói nè, em ho lại. Cái gì vậy? Ngứa. Bị ngứa cái ngồi nói chuyện một mình. Anh nói gì vậy? Không phải. Em bị ngứa trong cái cổ họng. Nhưng mà cái vấn đề là ngứa cổ họng anh biết, anh thấy em ho là anh biết rồi. Còn cái chuyện mà em nói chuyện một mình là sao? Em đang làm MCC. MCC là làm gì lạ vậy? Là MC đó. Trời ơi. MC, người ta nói MC. MCC. Bữa nay mày đặt là MC đó hả? Trời ơi anh biết mà, trời ơi, trong công ty biết bao nhiêu người mà em được lựa chọn làm MC là anh biết em thứ dữ. Đâu. Vậy bây giờ em làm cho anh coi. Thôi, chăm điểm cho. Thôi, anh có biết gì đâu, trời ơi, em nói MCC anh còn không biết nữa thì em làm MC sao anh biết được? Em đọc anh cũng đâu có hiểu. Nè, xin lỗi à. Thấy anh mặc đồ đẹp không? Chuẩn bị anh đi dự event nè. Cho nên là mấy cái chuyện mà làm MC đó là anh được tiếp xúc nhiều rồi, em làm thử coi. Ủa anh đi luôn hả? Trời ơi, em áp lực quá sao em làm được. Dạ em làm thử cho anh coi thử được hay không mà biết liền nè. Vậy có gì nữa với ý giùm em nha. Ừ. Tao làm coi. Vâng, và ngày hôm nay xin cho phép Nguyễn Thị Mộng Đẹp. Ủa gì? Ai Nguyễn Thị Mộng Đẹp? Dạ em. Ủa em Nguyễn Thị bé lùn mà. Ôi anh ơi,
ở nhà thì mình tên lùng là tên thiệt của mình, nhưng mà mới biết là vậy rồi, nhưng mà mình đi làm MC cho mình phải có cái nghệ danh chứ, không lẽ là MC Nguyễn Thị Lùng kỳ không? Rồi thôi, làm tiếp. Dạ, MC Nguyễn Thị Mộng Đẹp xin gửi đến quý vị khách, dạ, quan khách một lời chúc sức khỏe một lời chào. Em lại, mình làm MC thì dù có mắc ho thì mình cũng phải ém nó lại, không có ai lên giới thiệu mà giống như gặp Big Boss vậy hết trơn. Rồi em làm lại, ngày hôm nay càng quá cái mặt, càng quá giãn cơ mặt ra gửi đến quý vị khán giả rồi ho một lời chúc ho đó sức khỏe luôn ho thấy chưa thôi dẹp luôn thôi dẹp không được rồi. Em không hiểu tí cho tại sao mà từ sáng giờ cái gì ở trong cái cổ họng của em đó nó làm em bị ngứa, xong trời rồi em ho ơi. Mà nó còn bị đau họng nữa, trời ơi ho nhiều quá bị đau kiểu này sao làm MC được. Còn mấy ngày nữa là tới ngày làm MC. Sắp tới rồi, chán ghê luôn á. Cả cuộc đời của em mấy chục năm nay rồi mà hả, bây giờ hả, em mới được làm MC đó. Anh biết rồi, trong công ty biết bao nhiêu người mà em được chọn đó. Giờ Thôi, được rồi, anh biết rồi. Giờ có cách nào không anh chỉ cho em? Trời ơi, em hỏi chuyện dư thừa. Em yên tâm, tưởng gì anh cái thằng bạn á là nhà nó nhà thuốc lớn dữ lắm. Xung quanh đó ai mà bị đau họng, ngứa cổ họng rồi hả, qua nó là một phát một là hết liền. Thiệt không? Trời ơi, cái gì vậy? Ngứa quá. Thôi cứ nhận rác của họng đau bây giờ. Để anh gọi điện thoại cho nó, anh hỏi thử coi. Anh hỏi giùm em lẹ lẹ lên đi. Rồi. Ngứa quá chừng. Alo Đức hả? Ê nói nghe nè, vợ của tao á bây giờ là đang bị đau ngứa họng dữ lắm, vừa đau vừa ngứa luôn. Bây giờ bên nhà thuốc mày có cái gì xịt họng thảo dược. Được cái đó tốt dữ không? Tốt hả? Rồi ok, cảm ơn nha. Hỏi làm bằng gì? Rồi trời ơi, nó nói là có rồi nè. An toàn không? Xịt họng thảo dược thành phần là toàn là thảo dược từ thiên nhiên thôi. Keo ong nè, rồi cúc la mã nè, rồi cam thảo nha đam nè, nói chung là tất cả là hoàn toàn từ thiên nhiên hết, cho nên là em yên tâm. Thì em thấy mấy cái nguyên liệu đó nó cũng lành anh ha. Thì đó, bởi vậy em yên tâm, anh chạy u qua nhà của nó, anh mua về cho em xịt vô cái họng của em, hết đau họng, em tự tin thoải mái làm MC. Em cảm ơn anh. Trời ơi. Vâng, thưa bác sĩ, thì trong tình huống vừa rồi nhân vật có nhắc tới các thành phần, trong đó có keo ong nè, cúc la mã, tinh dầu bạc hà, mật ong, chiết xuất rễ cam thảo, nha đam, rất là nhiều loại như vậy. Các thành phần này nó có tác dụng như thế nào, hoặc là khi kết hợp lại với nhau thì cái tác dụng ra sao ạ? Cái sản phẩm mà bên vừa mới nhắc á, cũng như là trong cái đoạn clip vừa mới xem á, thì nó tôi được biết nó là Erica, có keo ong Probofit. Thì cái keo ong này nó có tác dụng là kháng viêm, kháng khuẩn, giảm cái tình trạng đau rát của họng, ổn định lại cái đường ruột mình. Thành phần thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là chiết xuất từ cúc la mã, có tác dụng là kháng viêm, kháng khuẩn, giảm ho và cũng ổn định lại cái nhu động ruột của mình. Thêm vào đó là có mật ong. Thì như đã nói lúc nãy là mật ong theo dân gian chúng ta rất là tốt, nó có tình trạng kháng khuẩn nè, giảm sưng, giảm đau, làm cho cái vết thương nó mau lành. Còn có chiết xuất rễ cam thảo, rễ cam thảo này nó làm cho cái tình trạng viêm cũng giảm bớt, có hương bạc hà nữa, thành ra nó làm cho cái tình trạng thông khí bệnh nhân dễ thở hơn, tình trạng viêm mà sưng nề của bệnh nhân cũng giảm xuống. Trong đó nó còn có nha đam nữa, kháng viêm, kháng khuẩn. Khi mà phối hợp lại với tất cả những cái thành phần này, có tác dụng là kháng khuẩn, kháng viêm, giảm ho, long đàm, hỗ trợ cho việc điều trị viêm họng, làm cho cái họng của mình nó dễ nhanh lành. Em rất là ấn tượng với cái thành phần keo ong trong cái sản phẩm này. Thì không biết là có phải là nhờ cái keo ong mà sản phẩm xịt ho thảo dược Erzica được gọi là liệu pháp điều trị ho và ngứa họng mới không ạ? Cái thuốc mà xịt họng mà điều trị viêm họng á, thì đều chứa cái thành phần keo ong Probofit này hết, cộng với lại cái chiết xuất cúc la mã. Tuy nhiên cái Erzica này nó phổ biến, nó được ưa chuộng hơn là do có những cái thành phần hỗ trợ khác nữa, ví dụ như là mật ong nè, cam thảo, nha đam, thì những cái đó có tác dụng vượt trội hơn so với những cái sản phẩm khác. Vâng, thưa quý vị, thì ngay từ đầu chúng ta đã cùng gặp gỡ với anh Hiểu Phong. Qua cái phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy là xịt họng thảo dược Erzica đã hỗ trợ anh rất nhiều trong cái bệnh viêm họng.
thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quá trình anh sử dụng và nó đã hỗ trợ cái việc giúp anh khỏi đau rát cổ họng như thế nào? Trước đây á, tôi bị viêm họng nặng thì tôi dùng thuốc tây để điều trị. Từ khi được các dược sĩ giới thiệu cho xịt họng thảo dược Ojica, lúc đầu tôi nghĩ là xịt họng thôi thì không biết là có hiệu quả hay không. Nhưng mà thực sự uống thuốc á, thì chỉ có để điều trị bệnh thôi, không thể nào làm giảm ngay được cái cảm giác đau rát ở cổ họng của mình nè. Cái cảm giác rất là khó chịu, giống như là gai xương rồng đâm vào cổ vậy á. Thì xịt họng thảo dược Ojica có điểm lợi là khi bị đau rát á, mình xịt ngay lập tức nó sẽ đỡ liền luôn. Trong trường hợp mà mình đang nói chuyện với lại đối tác cũng không thể nào mà ngậm kẹo để mà giảm đau được, thì mình chỉ cần xịt một cái là có thể dịu và tiếp tục công việc được rồi. Thậm chí hiện nay á, tôi bỏ sẵn trong túi luôn. Khi mà cảm thấy khó chịu một cái là tôi xịt liền vào cổ họng, phòng bệnh hay là chữa bệnh, đem lại hơi thở thơm mát cho mình nữa. Nhưng mà trên thị trường á, thì chắc cũng sẽ có nhiều cái dòng tương tự đúng không? Không biết tại sao anh Phong lại chọn Ojica? Mình đi du lịch rất là nhiều nước thì mình thấy nước ngoài á, họ dùng dạng xịt rất là phổ biến. Cái dạng xịt đó nó tác động trực tiếp lên cái vết đau luôn. Thì sản phẩm Ojica này á, được nhập từ Thái Lan, hoàn toàn từ thảo dược. Nhưng mà giá cả lại vừa phải nữa, chỉ có 50k trên một chai thôi. Rất hợp với túi tiền, hợp với một đợt điều trị nữa. Nó nhỏ gọn nè, dễ dàng bỏ trong túi, mang theo bên người, hương thơm thì rất là dễ chịu, không có bị đắng, lại còn mang lại cái mùi thơm cho hơi thở của mình nữa. Chúng ta thấy là các cái phương pháp xịt họng tự nhiên đang là cái sự lựa chọn của rất là nhiều người. Em muốn hỏi là khi chúng ta mới vừa bị viêm họng thôi, mới vừa chớm chớm thôi, thì mình xịt nó có được hay không? Và sau khi mà mình đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ cho mình thuốc rồi, mình có được, nên sử dụng tiếp hay không ạ? Trong giai đoạn sớm, giai đoạn muộn hay là giai đoạn sau khi đã dùng thuốc điều trị chính thì chúng ta đều có thể sử dụng nó để hỗ trợ cho việc điều trị, giảm được những cái triệu chứng khó chịu của bệnh nhân, ví dụ như là đau họng, rát họng, nuốt khó, và nó làm giúp lành nhanh cái vết thương. Mình dùng kháng sinh để mình diệt khuẩn, kháng viêm để làm giảm bớt cái tình trạng viêm, thảo dược hỗ trợ làm lành những cái vết thương đó nhanh hơn. Cái vị ngọt nhẹ nhẹ với cái hương thơm, và những cái người viêm họng thì cái hơi thở nó tương đối là nó không có được thơm tho lắm. Do đó khi mình sử dụng cái loại này thì mình có thể mình ngăn ngừa được những cái mùi hôi từ cái miệng khi mà mình nói chuyện. Khi chúng ta sử dụng thảo dược xịt họng Ojica cùng với cái liệu pháp điều trị thông thường thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân tuân thủ được cái quá trình điều trị và giúp cho bệnh mau chóng lành. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ rất là hữu ích. Và hy vọng là quý vị xem đài đã có thêm những kiến thức, những lựa chọn cho mình để mà mình có thể phòng ngừa hoặc là điều trị cái bệnh viêm họng này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cơ thể bạn nói gì cũng đã hết. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như là cảm ơn bác sĩ đã đến đây để chia sẻ, cảm ơn anh Phong với những cái trải nghiệm của mình chia sẻ với quý vị. Và rất cảm ơn nhãn hàng xịt họng thảo dược Ojica của công ty Mega Life Science đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Kết thúc những tháng ngày khép mình vì những tiếng ho không đúng lúc đúng chỗ, giờ đây anh Phong đã có thể tự tin trở lại và làm việc hăng say mỗi ngày nhờ giải pháp xịt họng thảo dược luôn mang theo bên mình. Đây cũng là phương pháp được nhiều người ưa chuộng hiện nay bởi giúp giảm ngay cảm giác đau rát nơi cổ họng, hỗ trợ giúp rút ngắn thời gian điều trị khi bệnh trở nặng. Liệu pháp này có nhiều ưu điểm như an toàn, không gây tác dụng phụ, lành tính, phù hợp với nhiều đối tượng, tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Trước đây tôi sống chung với cảm giác đau rát họng thường trực này, nó rất là khó chịu, đã ảnh hưởng đến công việc cũng như là giao tiếp hàng ngày của tôi. Tôi có sử dụng qua các loại thuốc nhưng mà nó cũng không có cách nào mà giảm được cái cơn đau rát họng của tôi. May mắn sao tôi biết được cái sản phẩm xịt họng Ojica này chiết xuất từ thảo dược keo ong với lại cúc la mã. Thì sản phẩm này á, nó trị được dứt khoát ngay lập tức cái cơn đau rát họng của tôi. Tôi rất là vui vì cuối cùng tôi đã có phương pháp trị dứt điểm cái cơn đau rát họng của mình. Và từ nay tôi rất là tự tin trong công việc cũng như là giao tiếp. Từ nay tôi sẽ tự tin và theo đuổi đam mê cũng như là thành công trong công việc của mình. Tôi sẽ luôn
mang theo mình một chai xịt họng Erzica để phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh, đồng thời sẽ có một cái hơi thở thơm mát hơn. Bệnh viêm họng với các triệu chứng điển hình như ho, đau, ngứa họng là bệnh lý phổ biến của hệ hô hấp. Tuy không quá nguy hiểm, nhưng thực sự gây nhiều phiền toái và bất tiện rất nhiều trong cuộc sống.